Hello mọi người nha, thì bữa nay là ngày cuối tuần tại Thanh Tô Tô Long An. Bữa nay là ngày 10 Tây nha. Thì còn có 15 ngày nữa là tới Noel rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi một vòng tiệm mình cho các bạn xem những cái hình xăm cuối tuần ở tiệm mình sẽ như thế nào nha các bạn. Tiệm mình thì hôm nay là đã trang trí Giáng sinh rồi. Xíu mình sẽ đi Sài Gòn mua thêm những cái đồ trang trí Giáng sinh nha các bạn nha. Để cho các bạn có một cái chỗ check in thật là tuyệt vời tại Thanh Tô Tô Long An nha. Sơ sơ được có như đây nha các bạn. Rồi mình sẽ mua thêm hộp quà các cái nữa. Thì từ ngày 20 đến ngày 25 thì bên mình sẽ có một cái event là khách tới sẽ được những cái phần quà nhỏ của Thanh Tô Tô Long An nha. Ok đó. Thì có chú Kha đang xăm gồng nhật cổ nha. Kha không giờ xăm hình này bao nhiêu lần rồi Kha? Đánh một buổi này, bữa nay đánh thêm buổi. Nên bữa nay Kha nhắm làm xong luôn không? Dạ, bữa nay là cũng ráng xong nhảnh. Hello anh trai, anh ở đâu anh? Dạ em ở Mỹ Tho anh. Mỹ Tho hả? Sao anh biết tính tiệm em? Hồi mà có ăn gì đó nói với bạn quản lý em á, bút đồ ăn gì cho em nha. Em cảm ơn anh đã tin tưởng tụi em, nói anh giùm em. Không có quay Mr. Sir với ghi quà quà cho em. Yeah. Okay. Em chúc anh có một cái hình xăm thật là đẹp và ưng ý. Em cũng kê nào anh cho cái xì à. Dạ ok. Thì hình xăm này của anh đó các bạn, là anh che một cái sẹo nha. Nó che một cái sẹo ở đây nè. Nó thì xăm mỗi hình con hổ. Hổ hay là chắc là tuổi anh hay là sao? Hay là thích hả? Tưởng người anh thích hổ. Sáng giờ xăm được bao nhiêu tiếng rồi bé Vũ? Xăm được 2-3 tiếng. 2-3 tiếng hả? Cái này Vũ nhắm hoàn thành không? Nay là xong hết con hổ. Xong hết con hổ, còn bắt rau thì chắc bữa sau hả? Ok. Vũ thấy anh chịu tốt không? Có. Nếu một phần Vũ xăm có thể đòi thấy không có đau gì mấy không? Ngoài da. Cái em khứa lông ít đâu. Ok. Đó thì các bạn nhớ đón xem cái tác phẩm hoàn thành cho một cái anh trai người Hàn Quốc nha. Ok. Còn bên kia thì như trước chuẩn bị xong hả? Đúng rồi. Chị hôm giờ chị tới tiệm em mấy lần rồi? Buổi thứ ba rồi phải không? Buổi thứ ba. Các thấy xăm mình khoái á, bên em mới xăm mà không? Đúng rồi khoái. Ok. Chị tính xăm hình gì vậy? Hình mini thôi. Dạ ok. Bé Duyên đang tư vấn hả? Ok. Đây bé Duyên nha, bé Duyên đang tư vấn hình mini cho chị nha các bạn. Ok. Đó, còn mấy bạn này đang set up. Còn xa xa thì có Tướng Em. Thì Tướng Em đang xăm hình con cúc nha. Màu đỏ rất là tươi nha các bạn. Hình này hình gì vậy Tướng Em? Samurai. Samurai hả không? Ồ. Đau em trai? Dạ đẹp. Đau hả? Em ở đâu? Em ở Mỹ Tho. Mỹ Tho hả? À. Sao em biết tới tiệm anh? Dạ, em coi trên TikTok lộn. Ok. Nổi tiếng quá mà. Cảm ơn em. Bữa nay nhắm bao lâu em mới lại tới tiệm? 5 tháng. 5 tháng em mới quay lại hả? Dạ. Wow. Thấy chưa mọi người? Nói chung là một cái hình xăm á, có thể 2 năm, 3 năm cạnh tay cái hình xăm trên tay mình, nó là 4 năm mà chưa hoàn thiện các bạn. Tại vì cái hình này là người Nhật xăm á, thì mỗi năm á, có thể 2 năm anh mới về một lần thôi. Nhưng mình không có quan trọng là nhanh hay chậm, chủ yếu cái hình xăm nó đẹp thôi. Nó thì em trai 5 tháng mới quay trở lại Thanh Tô Tô Long An nha. Sau 5 tháng em quay trở lại em thấy cái tiệm anh khác không? Khác quá trời. Mà em xăm với tiệm cũ? Dạ đúng rồi. Bữa nay em thấy tiệm như thế nào? Đẹp. Đẹp không? Dạ. Sang không? Sang không? Sang. Xịn không? Xịn. Ok. Nãy em ăn cơm chưa? Dạ nãy em ăn rồi. Ok. Ví dụ mà trong quá trình xăm mà có bụng hay có muốn ăn uống gì cứ nói bạn Tấn nha, hoặc là nói quản lý nha. Ok anh trai. Okay. Chúc em có hình xăm đẹp nha. Ok. Đó thì đó là một ngày cuối tuần tại Thanh Tô Tô Long An các bạn nha. Đó thì mình chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Thì bây giờ mình bắt đầu lên Sài Gòn mua đồ trang trí Giáng sinh cho tiệm nha. Ok. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ chờ đợi cái event Giáng sinh ở Thanh Tô Tô Long An nha. Ok.